không? Mình đứng dậy chỗ đó anh Lực ơi. Chưa nói em mà. Không. Thưa quý vị thân mến, trải qua nhiều mùa và chúng tôi vẫn trở lại với những thành viên cũ, chính là gia đình bảy nội của chúng tôi, luôn mang đến nhiều năng lượng. Xin giới thiệu nghệ sĩ Tiến Lực. Xin giới thiệu ca sĩ diễn viên điện ảnh Trương Thế Vinh. Ba cô gái xinh đẹp chúng tôi xin được giới thiệu một lượt. Có thể cho tôi giới thiệu được không? Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, diễn viên Thúy Ngân. Và đặc biệt với sự xuất hiện của diễn viên Lâm Vĩ Dạ. Không ai muốn đứng với anh hết. Đúng vậy. Một bên anh lẻ lôi. Hôm nay có dẫn mày em tới chơi đó. Thì ngày hôm nay là chúng ta đúng như vậy. Đúng như vậy. Đúng như vậy. Chúng ta ngày hôm nay tiếp đón một thế hệ mới, không phải là thế hệ 8X, 9X như mình nữa. Gen Z hả? Đó. Và đây là một cô ca sĩ rất là dễ thương, hát rất là hay. Xin giới thiệu Phương Mỹ Chi. Thế mời Chi đứng về phía bên đây luôn. Qua đứng với mấy gì đi con. Gửi một lời chào nào. Dạ, Phương Mỹ Chi xin kính chào tất cả các khán giả đang xem chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Mình chào bạn Chi. Bạn học lớp nào vậy? Mình học ở bên trường đời á. Chi thân mến, Phương Mỹ Chi thân mến này, đã bao giờ con tham gia những chương trình với các anh chị lớn tuổi như này chưa? Trời ơi, anh nói gì vậy? Nặng lời quá. Chương trình này là không phân biệt tuổi tác. À, đúng rồi. Không phân biệt nhan sắc. Đúng rồi. Không phân biệt trình độ. À, đúng rồi. Bạn Ngân là nói những cái bạn Ngân không có không? Phương Chi thân mến, mà đã bao giờ mình tham gia với các anh chị lớn tuổi mà mình hơi bị ngại ngại không? Hay là bữa nay mình rất là thoải mái? Sao anh cứ nhắc vô chuyện tuổi tác rồi vậy anh Giang? Rồi. Đã bao giờ mình tham gia chương trình với mấy cô, mấy gì mà mình tự tin không? Dạ không, bên đây là em con toàn kêu là anh chị, còn bên đây con mới kêu là chú nè. Mình ơ. Thì đúng rồi, hai anh em tôi lớn tuổi mà, chuyện đó bình thường thôi. Thì đúng rồi, nhưng mà con xưng hô vậy là bị sai. Sai sao? Sai là sao? Sai sao? Chị à, tại vì thật ra là chú với lại chú Vinh với dì Dạ với cô Ngọc với lại dì Ngân á, là không có chen lạc nhiều. Không có chen lạc nhiều. Không chen lạc độ tuổi nhưng mà chen lạc về nhan sắc á. Đàn ông với phụ nữ người ta không có đo về nhan sắc. Không ai lấy cái thước đo đó hết cưng ơi. Phụ nữ mà xinh đẹp người ta gọi là nhan sắc, còn đàn ông mà gọi là mang về nhiều cái sự gọi là chắc chắn gia đình, người ta gọi là bản lĩnh. Bản lĩnh. Thôi, chị Chi nói chuyện đi. Dạ. Ủa? Vậy? Ngọc, em hơi quá rồi Ngọc. Xuống rồi. Hồi bé cười vô mặt chị luôn rồi kìa chị Ngọc. Thôi, chị Chi nói chuyện đi. Chi nó cười nè. Cười vô mặt á. Ừ. Con hát bài này hay. Dạ đúng rồi, gì ở Cà Mau hay sao? Không, bé là một trong top những người hát cái bài này hay nhất á. Thôi vậy con chiều lòng ý chú Giang với lại mọi người, con sẽ hát cái áo mới Cà Mau. Wow. Yeah. Rồi bây giờ cho một cái tâm. Khoan, trước khi hát thì con nói nè, nghe tôi hát nha mấy bạn. Tại mấy chị thì cũng khoái hát lắm mà kỳ lắm. Nghe tôi hát nha mấy bạn. Con nhìn hai kèo này nè, đừng có nhìn cô mới ra MV. Chị Ngọc cũng dài, ra MV nghe. Mà nghe nói đó. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Hay quá. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông Ông Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau về thương vô cùng. Quá hay. Rồi bây giờ tới Phương Mỹ Chi, bây giờ tới Phương Mỹ Ngọc hát nè. Đâu, nghe nói Cà Mau sao?
Bây giờ nhạc chọn nó giải trí liền. Ngay cả các bạn qua bên cũng biết là không thể nào dịu em như cái giọng hát này được. Không cuối cùng bạc đồ Việt Nam. Đường xa ngài chi không thôi. Đường xa có thôi. Có sông giang ra thôi. Em nói mình ơn vô hương. Duyên dáng mới khách gọi ngàn phương. Ủa? Đại nào vậy? Cà Mau mặc thêm áo mới. Người Cà Mau dễ thương vô cùng. Wow, wow. Thấy không? Ủa sao cái lời khác nãy chưa bao giờ mình nghe một cái bài hát rồi mình nôn hết như vậy. Mà chưa bao giờ tôi thấy một sự khác biệt về giọng hát như vậy luôn. Cái giọng của con á, có một cái điều may mắn là chú thấy nè, là từ khi nhỏ tới khi lớn nó không bị hư cái giọng, phá giọng hay bị bể đó. Người ta hay nói là bể giọng á. Ủa con gái mới bể chứ ha. Ủa con trai mới bể chứ đúng không? Con gái cũng có. Chứ. Con gái cũng có chứ. Sao cái giọng em nó chưa bể? Không, giọng em là nát từ nhỏ tới lớn rồi. À, còn giọng này nghe không có, mình phải thỏ thẻ là, đúng rồi. Hai nghe nói cơ lên tăng xong liền, nghe lên tăng xong luôn. Con thấy được rồi, con em hiểu rồi. hay quá sao cản, sao em cản chị luôn vậy? Nãy em bé nó muốn chơi luôn. Đúng rồi, thưa quý vị, anh em chúng tôi xin chào mừng quý vị đến với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Anh ơi, thật ra thì bao nhiêu mùa rồi, đâu phải là mùa đầu tiên đâu, anh bị đâu mà. Anh Lực ơi, anh Lực ơi, đã nói chuyện đi chứ sao anh im lặng quá vậy? Thôi em được, em cầm vậy em còn sợ. Anh nói chuyện đó. Đi anh phải nói chuyện đi. Anh trả lời em nè. Sao cái dây nó không ra ta? Anh Lực. Sao mà anh đỏ vậy? Lẹ nắng nha, nắng nha. Mình té đâu mình đứng dậy chỗ đó anh Lực ơi. Lực chưa nói em mà khùng. Xem té. Nắng. Nắng. Nói đi, rồi đi. Từ từ. Làm gì có chịu mình xa như vậy, phải để từ trên đầu để xuống. Để đầu để xuống sao chạy. Nhưng mà ai cho anh bớt như vậy, anh Giang anh bớt thì xa như vậy, ai mình tính. Miễn sao em ướt là được rồi. Không ướt là không tính nha. Ướt là được rồi. Ok.